khi đang bận đứng ở bên Hưng vẫy khách thì bị người nhà gọi về dạy học cho cháu. Các bà, hôm nay cô giáo Huyền đến dạy bán chiếc cá cho bông. Chết quá. Cô Huyền nhớ chưa, cô Huyền. Mở u ngã út. Ok chưa? Tiếp tục. U mà thêm dấu này là dấu gì nhỉ? Dấu nặng. Dấu nặng. Dấu chấm là dấu nặng như đây, nhớ chưa? Chữ E. Đây. E mà có cái mũ gọi là chữ E. Nhá, đây là chữ E. Con nhìn thấy con gì đây không? Con này gọi là con B. Con B ấy. Con B là gì? Là con bò con. Nhá, biết con bò không? Con biết con bò không? Sao lại không biết con bò? Con bò ấy. Con bò bình thường mình uống sữa bò đó. Con bò. Thì khi mà con bò mà nó đẻ ra cái con bé bé của nó ấy, thì nó gọi là con B. Con hiểu chưa? Nhớ chưa nào? Đây là chữ E, đây là chữ chữ E. Được chưa nào? Ok, tiếp tục đây. Đây cũng là chữ sờ. Nhưng đây mình gọi là sờ nặng. Đây là sờ nhẹ. Con nhớ chưa? Ví dụ đây là hình cái gì đây con? Cái gì hôm qua con cầm với mẹ con đó? Số. Đúng rồi, cái số đúng không? Số nhá. Ghép chữ sờ này với cái chữ ô này. Thì có phải là cái số không? Số số. Đúng chưa? Đây. Đây là chữ nhờ, hôm qua chú dạy con rồi đúng không? N với H là chữ nhờ. Quả gì? Quả nho. Đúng không? Nhờ o nho. Đúng chưa? Quả nho. Đúng không nào? Tiếp tục đi. Bạn ơi, hôm nay mình vừa mới học xong buổi bằng chữ cái đầu tiên với cô Huyền. Con thấy học tiếng Việt có khó không? Nó không khó à? Thế mà mãi không làm nhớ. Thế con có thích không? Con có thích học với cô giáo Huyền không? Thế ngày mai học tiếp nhá. Ngày mai học lại quay video tiếp nhá. Rồi thì hôm nay học thế thôi nhá. Bye bye mọi người đi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Ăn có bi bí. Có bi bí được chưa? Con này bà biết như này con nhìn rõ chưa? A ba. Sao lại sắc bà hâm giờ? Đang cái giọng này là giọng của dấu Huyền mà chị. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn và nụ cười em luôn trên chữ bờ đây. Tiếp tục xe đi anh em ơi.